Hill, ngôi trường với chất lượng đào tạo mang tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất tiện nghi bậc nhất Việt Nam, trang bị cho người học kiến thức và năng lực làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, có tư duy công dân toàn cầu. Để sinh viên khi chọn Hill là được tỏa sáng. Đại học Hill, vì tương lai của bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Để nối tiếp hành trình doanh nhân vì thế hệ tương lai nhằm kiến tạo nên 30.000 cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên của trường Đại học Hill, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ xem chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với vị doanh nhân nào nhé. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại chương trình, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Sao Thế Giới World Star Group, chị Phạm Thị Ái Vân. Xin chào chị Ái Vân, rất vui nhận được sự đồng hành của chị và World Star Group trong chương trình Doanh nhân vì thế hệ tương lai. Xin chào MC Hoa Tâm và xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa chị Vân, và Hoa Tâm cũng rất là may mắn khi mà được nghe chị Ái Vân chia sẻ trong cái tiệc sinh nhật của tập đoàn ngày hôm trước. Hôm nay thì Hoa Tâm muốn chị chia sẻ với tất cả quý vị khán giả để các quý vị khán giả cùng biết được cái quãng đường mà chị đã thành lập World Star Group và những cái khó khăn mà chị gặp phải trong suốt 14 năm vừa qua. Rất là vui được gặp lại Hoa Tâm. Ngay từ ban đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì rất là may mắn, chưa tốt nghiệp đại học thì Vân đã được cái thầy giáo chủ nhiệm là cái người đã yêu thương và giới thiệu cho Vân với một cái tập đoàn truyền thông hàng đầu Việt Nam thời bấy giờ. Thành ra là ngay chưa khi ra trường là Vân đã có được việc làm và với một cái mức lương rất là tốt, và Vân bắt đầu cái sự nghiệp truyền thông ngay từ thời bấy giờ. Sau khi mà làm với các tập đoàn truyền thông nước ngoài này thì mình được tiếp xúc với rất là nhiều các cái đối tác khách hàng, rồi các báo đài truyền hình trong cả nước, và có cơ hội được học tập rất nhiều từ các cái tập đoàn đa quốc gia. Các cái đối tác thì khi họ làm với mình thì lúc nào mình cũng làm việc bằng cái tâm. Và chính vì cái việc có một cái tinh thần và cái thái độ phục vụ cũng như là một cái tình gọi là cái nhiệt huyết, nên là các cái đối tác đó là cái người đã mời mình để mà cùng hợp tác, để mà lập các cái công ty. Và khi trong quá trình làm như vậy thì đến một cái lúc cái thời cơ nó đến, và cái lúc đó là cái công ty World Star nó đã ra đời vào năm 2003. Và chắc hẳn là trong cái quãng đường mà bắt đầu từ khi thành lập doanh nghiệp cho tới bây giờ thì cái khó khăn gặp phải không phải là ít, đúng không chị? Trong cái quá trình thành lập doanh nghiệp á, thì nó rất là nhiều niềm vui nhưng mà cũng rất là nhiều những cái khó khăn. Bởi vì là hồi xưa đến giờ là chỉ đi làm thôi, thì khi mình làm thì mình rất là giỏi về chuyên môn. Nhưng bây giờ khi mà làm doanh nghiệp á, thì đòi hỏi phải lo rất là nhiều lĩnh vực, từ tài chính nè, kinh tế nè, xong rồi tới nhân sự nè, quản lý nè, làm sao để mà làm việc với con người. Thì đấy là những cái kỹ năng mà ngày xưa mình chưa được trang bị. Thành ra là đấy là những cái khó khăn mà gặp phải rất là nhiều, thậm chí là hàng ngày luôn. Vâng, thưa chị Vân, với một cái sự chuẩn bị như thế nào, một cái tâm thế như thế nào mà chị có thể đưa một cái doanh nghiệp mà gặp rất là nhiều khó khăn như vậy, vượt qua từng bước, từng bước, từng bước, để đến năm 2011 chị doanh nghiệp của chị được xếp thứ 53 trong top 500 doanh nghiệp có cái sự phát triển nhanh nhất. Chị có thể chia sẻ về điều này cho quý vị khán giả được biết không ạ? Có thể nói rằng là đó là chính là sự đam mê. Cái thứ hai nữa là cái niềm tin. Bởi vì cái niềm tin đó, nó giúp cho mình tin tưởng rằng là mình có thể làm được. Cái niềm đam mê nó chính là cái động lực, nó chính là cái sự nhiệt tình. Và cái nhiệt tình đó mình đổ vào trong từng cái công việc mình làm. Và khi mình làm một cái việc gì đó, mình làm với một niềm đam mê, rồi mình làm với một sự nhiệt tình, thì mình sẽ thấy nó là một cái chuyện nó cũng không, nó cũng rất là vui, nó cũng rất là nhẹ nhàng, chứ nó không còn là cái gì nó quá khó khăn nữa. Và như chị Vân cũng chia sẻ, chị rất là muốn World Star Group sẽ là một trong số những công ty truyền thông hàng đầu của Việt Nam, cũng như là sẽ vươn ra tầm khu vực và thế giới. Vậy thì chắc hẳn là tập đoàn của mình cũng đã có những cái bước, những cái chiến lược để chuẩn bị cho việc này, đúng không chị? Và đặc biệt hơn nữa là cái chiến lược về nguồn nhân lực, thì không biết là bên chị đã có những cái chiến lược cụ thể về nguồn nhân lực chưa, bên cạnh các cái chiến lược mà về phát triển kinh doanh mà chị đã xây dựng. Về phía World Star Group thì chúng tôi cũng đã có những cái chiến lược để mà xây dựng công ty để nó vươn lên cái tầm khu vực và có thể là phát triển ra các nước khác. Home TV có những cái chương trình truyền hình thì nó không phải chỉ giới hạn ở Việt Nam mà nó có thể đưa đến các cái nước khác được, để mà đáp ứng được cái nhu cầu mà sự phát triển ngày nay về truyền thông. Một trong những cái chiến lược về mặt công ty là chúng tôi phải liên doanh với các cái đối tác nước ngoài.
để phát triển công ty. Và một trong những cái chiến lược khác nữa là nguồn lực, thì hiện nay World Star Group cũng đang tự đào tạo những cái nhân sự, đào tạo in-house tại trong công ty hàng tuần, hàng tháng và hàng năm luôn, rồi phát triển và xây dựng cái nhân sự kế thừa và mời các cái CEO tài giỏi, cũng như là làm sao đó để cho tất cả những nhân viên ở đây có cái sự sáng tạo và có cái sự đổi mới để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của cái ngành truyền thông. Đại học Hill, ngôi trường với chất lượng đào tạo mang tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất tiện nghi bậc nhất Việt Nam, trang bị cho người học kiến thức và năng lực làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, có tư duy công dân toàn cầu. Để sinh viên khi chọn Hill là được tỏa sáng. Đại học Hill, vì tương lai của bạn. Vâng, thưa chị Vân, nhắc tới nguồn nhân lực thì Hoa Tâm chợt nhớ tới cái lời chia sẻ của chị Vân trong chương trình Khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường mới đây thôi, ở trường Đại học Hồng Bàng. Chị Vân có chia sẻ rằng công việc thì chúng tôi không thiếu, mà chúng tôi chỉ thiếu những người phù hợp để làm những công việc đó, đúng không chị? Bởi vì ngoài kia thì hàng ngàn các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường đang thất nghiệp, mà các doanh nghiệp thì lại đang rất là thiếu cái nguồn nhân lực. Vậy chị nghĩ sao về chương trình các doanh nhân sẽ kết hợp cùng nhà trường trực tiếp có những cái giờ đào tạo để tạo ra chính doanh nghiệp mình những cái nguồn nhân lực phù hợp nhất? Cái nguồn nhân lực được đào tạo ra ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã có đầy đủ kỹ năng và đã có được những cái tố chất mà của doanh nghiệp cần, thì cái điều đó nó rất là quý. Bởi vì doanh nghiệp thì lúc nào cũng thiếu nhân sự, nhưng mà trong khi nhà trường thì đào tạo ra mà lại dư. Thì như vậy chúng ta ráp nối được hai cái này thì đó là một cái điều rất là, tôi nghĩ rất là tốt. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của chị Vân thì chắc hẳn rằng chị sẽ dành một tuần, một vài giờ đồng hồ của mình để tới trường đại học chia sẻ cũng như giảng dạy những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn sinh viên đại học, để làm sao World Star Group sẽ có những cái đầu vào nhân lực thật là tốt, đúng không chị? Vâng, tôi nghĩ đây là một cái trong những cái tâm huyết của tôi. Tôi rất là muốn dành thời gian để mà chia sẻ lại những cái kinh nghiệm có thể nói là xương máu trong 14 năm qua để mà chia sẻ lại cho các em sinh viên. Thì các cái ngành nghề mà World Star Group đang tìm kiếm nguồn nhân lực, thứ nhất là ngành truyền thông, cái thứ hai nữa là PR marketing, cái thứ ba nữa là sale. Sale nhưng mà ở đây đặc biệt là sale truyền thông. Cái thứ tư đó là cái thiết kế sáng tạo. Và cái thứ năm nữa là viết kịch bản. Rồi cái thứ sáu nữa là làm biên tập. Thứ bảy nữa là về kế toán và hành chính nhân sự. Vâng, cảm ơn chị Vân rất nhiều. Và như vậy thì quý vị và khán giả có thể thấy rất nhiều các ngành nghề mà World Star Group đang sẵn sàng giang tay mở rộng đón các bạn. Cho nên nếu như muốn thực tập trong ngành nghề truyền thông thì đừng ngần ngại tìm tới World Star Group, đúng không chị Vân? Nếu như có thể cho một lời khuyên dành cho tất cả những bạn sinh viên mà đang muốn theo đuổi cái ngành truyền thông, thì cái lời khuyên của chị dành cho các bạn là gì? Và những bạn muốn đi theo ngành truyền thông, truyền hình, báo chí thì các bạn cần phải có những tố chất gì? Tôi nghĩ rằng bên cạnh cái sự đam mê, sự nhiệt tình, sự sáng tạo thì rất cần sự chịu khó và sự ham học hỏi. Bởi vì là cái ngành truyền thông là cái ngành cần phải sự đổi mới liên tục, nên chúng ta cần phải thường xuyên cập nhật và học hỏi liên tục và chịu khó, thì cái nghề nghiệp của mình nó mới càng ngày càng phát triển. Vâng, xin cảm ơn chị Ái Vân rất nhiều về cái buổi trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Và cũng xin được thay mặt chương trình Top 100 Phong cách Doanh nhân 2017 cảm ơn tập đoàn Sao Thế Giới World Star Group đã tạo nên 1.000 cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên trường Đại học Hill. Xin được thay mặt chương trình một lần nữa cảm ơn chị và cảm ơn World Star Group. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và chúc cho World Star Group sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Xin cảm ơn Hoa Tâm và cũng xin cảm ơn chương trình Top 100 Phong cách Doanh nhân đã tạo ra một cái chương trình rất là ý nghĩa để các doanh nhân cùng nhau chung tay để góp phần vì thế hệ tương lai. Xin cảm ơn chị Ái Vân rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi và đừng quên chờ đón những số tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.